Xin chào các bạn đang theo dõi truyện Đừng Kỳ Thị Giống Loài do Đam Mỹ Tường truyện thực hiện. Chương 15. Tết Trung Nguyên cũng được gọi là Tết Quỷ. Ngày này mọi người tưởng niệm người thân đã mất, đốt tiền, vàng cho mọi người để truyền đạt tình cảm của mình tới họ. Ban đêm, từ 12 đến 15 âm lịch, ở đường phố nhỏ hẻo lánh đều sẽ có người đốt nén hương, dùng vôi vẽ một cái vòng tròn, quá tiền giấy cho người thân. Lo lắng cô hồn dã quỷ cướp đi đồ mà mình đốt cho người thân, con người còn thường tùy ý đốt một ít tiền giấy xung quanh, coi như là làm cho cô hồn, cho nên thời gian này là ngày vui nhất với nhóm quỷ hồn lưu lạc, bởi vì bọn họ không được hưởng hương khói thờ cúng, cũng có thể có tiền chính đáng để tiêu. Quỷ hồn thân thể cường tráng, nhanh tay nhanh mắt luôn có thể cướp được nhiều tiền, thân thể không tốt chỉ có thể dựa vào vận khí, bắt kịp vàng mã ai đó đốt, nhặt được ít tiền để tiêu. Khi Vương Nhĩ Mã còn sống là một trạch nam, lớn lên ở viện mồ côi dựa vào cái việc làm thủy quân trên mạng để sống qua ngày. Bình thường ăn mặc toàn bộ đều là sắm ở trên mạng, trừ cái việc vứt rác gần như là không có ra khỏi phòng. Một khắc trước khi cậu chết, thầm nghĩ bản thân đã sống gần 30 năm, nhưng chưa từng một lần chạm vào tay con gái. Chưa tới ngày đầu thai, cũng không ai tế lễ cho cậu, khó khăn lắm mới đợi được tới Tết Trung Nguyên. Cửa quỷ mở rộng, cậu chân yếu tay mềm, cũng không cướp thắng các quỷ hồn khác. Sau đó vô số lần bị quỷ hồn đập vào tường, cậu đã từ bỏ suy nghĩ dành tiền cúng cô hồn. Khi còn sống không rèn luyện, khi chết rồi bị bách quỷ coi thường, Vương Nhĩ Mã rất thất vọng về đời trước của mình. Nếu như lúc đó cậu biết rèn luyện thân thể thì đâu có lưu lạc tới mức này. Bay xa mấy chục mét, cậu nhìn thấy một nhà từ lớn tới nhỏ đang ngồi ở góc đường đốt tiền giấy. Sau khi tiền giấy được đốt lên, ở bên cạnh liền xuất hiện mấy cái bàn tay quỷ. Cậu thở dài, quay đầu đi về hướng khác. Khi còn sống, bị tình nhân ngược cậu, sau khi chết lại bị quỷ ngược cậu. Thật sự là sống chết đều không làm cho người ta vui vẻ. Phía đầu đường đối diện có một người trẻ tuổi đi tới, mặc áo sơ mi dài tay với quần bò rất là bình thường. Vương Nhĩ Mã có chút ngưỡng mộ, đẹp trai thế kia khẳng định là sống rất tốt. Tôi về ngay đây, 5 phút nữa sẽ tới. Phù Ly đã hẹn với Cung Bằng cùng nhau ra ngoài ăn thịt bò. Ai biết được Trang Khanh đột nhiên thông báo với cậu, hôm nay phải tăng ca suốt đêm. Cậu chỉ đành vội vội vàng vàng mà quay lại. Đi qua lối qua đường, Phù Ly thấy bên cạnh có một người trẻ tuổi gầy gò đeo kính, đôi mắt chờ mong mà nhìn mình. Thế là cậu dừng bước, lấy ra một tờ giấy vàng ở bên người, hóa thành nguyên bảo. Sau đó đốt ở trước mặt người trẻ tuổi kia, cậu liền vội vàng tới ban quản lý. Vương Nhĩ Mã cầm ở trong tay mấy cái đỉnh nguyên bảo, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng vội vội vàng vàng của anh đẹp trai, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Người ban nãy nhìn thấy cậu nên mới đốt cho cậu sao? Có nhìn thấy hàng nhóc khoe rào ở đằng trước không? Cho rằng mình có mấy cái đỉnh nguyên bảo thì nâng trong tay khoe khoang, người có tiền thì giỏi lắm sao? Vương Nhĩ Mã hồi thần lại, thấy ở đằng xa có mấy quỷ hồn đang chỉ trỏ trỏ cậu. Cậu vội vàng cất nguyên bảo đi, rào không để lộ. Phù Ly vội vội vàng vàng tới ban quản lý, những đồng nghiệp khác còn chưa có tới, chỉ có văn phòng của Trang Khanh là vẫn còn sáng đèn. Cậu gõ cánh cửa văn phòng của Trang Khanh, tối hôm nay chỉ có hai chúng ta tăng ca thôi sao? Tối nay mọi chợ quỷ, rất nhiều yêu tu cùng nhân tu cũng tới đó góp vui. Bây giờ, người ta rất là chú trọng cái việc an toàn thực phẩm, an toàn chất lượng sản phẩm, chợ quỷ tổ chức ở nhân gian. Nếu xảy ra cái chuyện gì thì ban quản lý chúng ta phải phụ trách. Trang Khanh đứng dậy, chỉnh lại tay Trang trên người. Đêm nay vất vả cho cậu rồi, đi với tôi phụ trách cái vấn đề an toàn. Được, được. Phù Ly nghĩ cũng không cần nghĩ mà đồng ý luôn. Vậy bây giờ chúng ta đi luôn hả? Vội cái gì? Giờ tí cổng chợ mới mở. Trang Khanh chỉ cái chiếc ghế đối diện mình. Cậu ngồi xuống trước đi. Tôi nói với cậu một chút tri thức về tu chân giới bây giờ. Phù Ly nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Trang Khanh, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tuy rằng tâm tư đã sớm bay tới cái chợ quỷ rồi. Yêu giới hiện tại khác biệt rất lớn so với mấy nghìn năm trước đây. Thiên tài địa bảo gì cũng rất là hiếm thấy. Trang Khanh nói với Phù Ly về trình độ tu vi của yêu giới hiện tại, sự quý giá của đan dược và còn có quan hệ và mâu thuẫn của chủng tộc. Trọng điểm cường điệu là những cái thứ ở trên người Phù Ly quý hiếm và quan trọng như thế nào. Tới nhân gian sinh hoạt đã mấy tháng, Phù Ly đã biết được tu chân giới hiện tại sống không quá tốt, nhưng mà không ngờ là lại thảm như vậy. Những đan dược mà trước đây cậu coi như là đồ ăn vặt,
không ngờ rằng là vật quý hiếm ở hiện tại, mà linh khí còn không có so được với trước kia. Dược liệu đều dựa vào con người gieo trồng, những thứ gieo trồng ra làm sao có thể so sánh được với linh dược hấp thu tinh hoa thiên địa. Truyền thừa thuật pháp tu luyện đứt đoạn, linh dược mất hết, con người hưng thịnh, linh khí thiên địa dần biến mất, yêu giới gần như là đang ở ranh giới sinh tồn. Cũng khó trách yêu tu hiện tại tu vi lại không cao, thì ra không phải bọn họ không vươn lên mà là hoàn cảnh không cho phép. Cậu cũng nên để tâm một chút, tu chân giới bây giờ nhìn như yên ổn, nếu đại yêu liên tiếp xuất hiện, phần yên ổn này không thể tiếp tục được nữa, tôi cũng không dám cam đoan. Trang Khanh thở dài, cậu bị những cái yêu tu trên núi nuôi quá ngây thơ, không biết thế sự, thế giới con người không đẹp như cậu tưởng tượng đâu. Phù Ly sững sờ mà nhìn Trang Khanh, không biết phải nói cái gì. Đứa trẻ nhìn như non nớt vô tội nhưng có thể thừa dịp cậu không chú ý mà trộm đồ của cậu. Người già nhìn yếu ớt không nương tựa cũng có thể lừa đảo. Kẻ yếu không nhất định thật sự là yếu, kẻ mạnh cũng không nhất định sẽ bảo vệ người khác. Trang Khanh đối diện với cái đôi mắt của Phù Ly. Cho dù là người hay là yêu, tận trong xương tủy đều rất ích kỷ. Phù Ly chớp chớp cái đôi mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp của Trang Khanh. Đôi mắt của Phù Ly rất sạch sẽ. Trang Khanh cảm thấy bản thân mình giống như là kẻ ác, đang xé nát những cái điều tốt đẹp trong mắt của cậu. Nhưng Phù Ly ở nhân gian, sớm muộn gì cũng phải hiểu được những cái đạo lý này. Nếu như chờ cậu chịu hết khổ cực rồi mới hiểu ra những cái điều này, không bằng để anh tới làm người ác. Trang Khanh vươn tay, che khuất cái ánh mắt của Phù Ly. Anh cười nhạo một tiếng, cậu làm việc tốt, nhưng có lẽ trong mắt người khác, cậu chính là đồ ngốc. Lông mi dài nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay của anh, có chút ngứa. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Phù Ly tò mò hỏi. Trang Khanh im lặng một lúc. Không phải tôi nghĩ như thế nào, mà là thế đạo hiện nay như thế nào. Anh buông tay xuống, quay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sắp tới giờ tí rồi, đi thôi. Phù Ly nhìn ra bên ngoài cửa sổ là nhìn Trang Khanh, trên mặt lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Vậy chúng ta mau đi thôi. Nhìn cái nụ cười sáng lạn có chút chói mắt của Phù Ly, Trang Khanh cảm thấy những cái lời mình vừa nói căn bản là không có chút tác dụng nào cả. Nhưng không biết là vì sao, anh lại không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy có vài phần may mắn. Vừa tới giờ tí, bên trong không trung bị xé rách ra một cái lỗ hổng, loáng thoáng lộ ra một cái đình nghỉ chân ở bên trong. Theo ánh sáng lấp lánh, lầu cát bên trên không trung biến mất. Trong một cái ngọn núi nào đó có thêm một cái buổi họp chợ náo nhiệt. Nhân gian có truyền thuyết, đêm tối Tết Trung Nguyên, nếu như có người có thể nhìn thấy cảnh cổng trời mờ ra, có được vô số vàng bạc nguyên bảo. Nếu như người đó gan lớn, muốn nghe đến tiếng quỷ thần nói chuyện, có thể áp tai về phía dưới cây nho, sẽ có âm thanh từ dưới đất truyền lên. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, người nhìn thấy cổng trời kia, không biết đó cũng không phải là cổng trời, mà là cửa quỷ. Phù Ly cùng Trang Khanh cởi mây mà vào trong núi, chợ cũng đã dần trở nên náo nhiệt. Bọn họ vừa mới tới cổng chợ, còn có quỷ sai nha dịch mặc đồ cổ đại tới cản bọn họ lại, hỏi thân phận của bọn họ. Phù Ly nhìn Trang Khanh, quỷ sai này vẫn còn mặc một cái bộ đồ từ mấy trăm năm trước, hơn nữa còn không quen Trang Khanh. Lẽ nào Trang Khanh trước đây còn chưa tới chợ quỷ bao giờ? Tôi là trưởng ban ban quản lý tu chân ở nhân gian, cậu ấy là nhân viên của tôi. Trang Khanh đưa một cái ngọc bài ra cho quỷ nha dịch nhận lấy ngọc bài nhìn qua. Trên mặt lộ cái vẻ kinh ngạc, vội vàng nói, thì ra là Trang Khanh đại nhân, tiểu nhân có mắt mà không trồng, còn không có tiếp đón từ xa. Hai vị đại nhân lượng thứ, chợ quỷ có quy tắc, những người vào chợ đều phải mặc hoa phục, đội quan, ngài xem. Ngữ khí của quỷ nha dịch có chút thấp thỏm bất an, sợ chọc giận vào Trang Khanh. Nhập gia tùy tục là chuyện đương nhiên, Phù Ly chỉ muốn đi góp vui, mặc đồ gì không quan trọng. Cậu vừa dứt lời, áo sơ mi quần bò trên người không có thấy đâu nữa. Cậu biến thành một quý công tử mặc cẩm bào, đầu đội ngọc quan. Trang Khanh nhìn cậu, im lặng không lên tiếng, biến ra trường bào. Phù Ly mặc đồ trắng, anh mặc cẩm bào đen. Vừa nhìn Trang Khanh chính là đại ca thành thuật ổn trọng. Còn Phù Ly là tiểu đệ đệ được huynh trưởng dẫn ra ngoài gia tăng kiến thức. Vào cổng lớn chợ quỷ, bên trong treo đầy đèn lồng, người tới người đi, vô số mỹ nhân. Có mỹ nữ thời Tống cất gót sen, cũng có tướng quân uy vũ mặc chiến bào, còn có yêu tu có tai trên đầu. Trang Khanh đại nhân, các yêu tu nhìn thấy Trang Khanh lộ ra cái vẻ vài phần kính trọng cùng hoảng sợ, dường như không nghĩ rằng Trang Khanh cũng sẽ xuất hiện ở nơi đây. Có một con chuột yêu
thậm chí còn muốn đưa đồ trong sạp hàng cho Trang Khanh, hai tay run rẩy tới nỗi không thể cầm chắc được đồ. Vị đạo hữu này, không cần phải căng thẳng, chúng tôi chỉ tới đây tuần tra theo lệ cũ thôi, mong các vị đừng hiểu lầm. Phù Ly thấy mặt của Trang Khanh nghiêm túc không nói lời nào, vội vươn tay lấy đồ mà chuột yêu nhét vào trong lòng của Trang Khanh để lại trên sạp. Mọi người nên làm gì thì đi làm đi. Yêu Tu quay mặt nhìn nhau, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Biểu tình của mọi người sao lại kỳ quá như vậy? Vẻ mặt của Phù Ly nghiêm túc, chẳng lẽ là bán sản phẩm kém chất lượng sao? Không có, không có. Yêu Tu đồng thời lắc đầu, cũng không dám nhìn loạn nữa. Đi ngang qua sạp hàng Yêu Tu bày, Trang Khanh mới nói, đó đều là những Yêu Tu gần như chưa bao giờ rời khỏi núi, cũng không có giấy chứng nhận lương thiện, cho nên nhìn thấy chúng ta có chút căng thẳng. Thì ra là không có hậu khẩu. Phù Ly quay đầu nhìn những cái Yêu Tu này, nhóm Yêu Tu đang châu đầu ghé tai nói cái gì đó, thấy cậu quay đầu nhìn, vội vàng không nói nữa. Có những Yêu Tu thích cái sự phồn hoa của nhân gian, nhưng cũng có những Yêu Tu không thích tiếp xúc với con người. Ngữ khí của Trang Khanh rất bình thản, ý nghĩa tồn tại của ban quản lý là có thể để cho những tu chân giả này có thể lựa chọn cuộc sống mà họ mong muốn. Phù Ly nhìn con đường dường như không thể nhìn tới tận cùng này, bỗng nhiên mà nói, anh thật giỏi. Trang Khanh nghiêng đầu mà nhìn cậu, một lúc lâu sau nhíu mày. Cho dù cậu nịnh bợ tôi, khi kiểm tra đánh giá cuối năm, tôi cũng sẽ không đi cửa sau cho cậu đâu. Nói xong câu này, anh bước dài về phía trước. Còn nhỏ tuổi, tư tưởng đừng có quá mức cực đoan, tôi không thể thật lòng khen anh một câu sao? Phù Ly vội vàng mà chạy theo. Cách đó không xa, có quỷ đang biểu diễn lặn chảo dầu với đi đinh, còn có người kéo đầu của mình xuống làm cầu đá. Nhưng mà nhận quỷ với yêu cũng vây xem không ít. Đây là biểu diễn giáo dục 18 tầng địa ngục, cảnh tỉnh người và yêu đừng làm chuyện ác, nếu không sẽ có kết cục như vậy. Trang Khanh thấy Phù Ly khiển chân xem biểu diễn không sáng tạo kia, ánh mắt lãnh đạm. Rất lâu trước đây, khi anh tới chợ quỷ, cũng biểu diễn những cái thứ này, nhưng giờ đây quỷ biểu diễn đã trở thành quỷ khác. Quả thật rất có ý nghĩa giáo dục. Phù Ly nhìn sau khi con quỷ kia nhổ đầu ra, cả ruột cũng dính ở trên cổ, vội vàng quay đầu qua mà không nhìn nữa, chẳng qua khẩu vị có hơi nặng. Cách nơi biểu diễn giáo dục địa ngục không xa có mở một cái quán hoành thắng. Phù Ly nhìn cái ông lão nấu hoành thắng cắt rau của mình ném vào trong canh. Bên cạnh những quỷ tu và tiểu yêu lập tức quay vanh mà tranh nhau mua hoành thắng. Phù Ly ngạc nhiên, thì ra nhân xâm tinh ở tu chân giới dựa vào cái này để phát tài làm giàu hay sao? Đầu đường đối diện có mấy nữ quỷ đang biểu diễn cái điệu nghi thường, bên ngoài treo cái bảng viết Đường Minh Hoàng sáng tác, Dương Quý Phi biên đạo, hoàn chỉnh nhất thế giới. Tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng điệu múa quả thật rất hay. Dưới vũ đài, một đống nam quỷ hùng yêu vây lại mà liên mồm khen hay. Một số nam quỷ mặc trường bào siêu vẹo, trên mặt còn mang kính, nhìn trông vô cùng buồn cười. Đi qua đi lại nhất định không thể bỏ lỡ thuốc giảm đau hoa đà, quan vũ dùng cũng khen tốt. Mọi người mau lại xem, mỹ phẩm làm đẹp hiệu điêu thiền, mỹ phẩm làm đẹp hiệu điêu thiền. Vì đạo hữu này mau tới xem, thanh kiếm mạc mạc này thế nào, cái gì lại còn nói kiếm của ta không đáng tiền, có biết đại ca của nó là ai không, đã nghe qua mạc tà chưa? Tì bà, bán tì bà. Nam nhân mua tặng nữ nhân mua thì vừa xinh đẹp vừa thần bí, bên trên còn có thêm trận pháp có thể ngăn chặn được một lần công kích. Phù Ly nhìn thấy các loại thương phẩm lộn xộn đầy đường, chỉ vào thanh kiếm tên là Mạc Mạc. Trang Khanh, kiếm Mạc Tà còn có em trai sao? Đều là lừa quỷ thôi. Trang Khanh kéo Phù Ly lại, cậu đừng nhìn nữa. Ừ, Phù Ly đi tới mấy bước, chỉ vào cái cây quạt đàn hương ở bên cạnh quầy hàng. Kia thật sự là cây quạt mà Võ Hoàng đã thích nhất sao? Nếu không, chúng ta mua về cho Triệu Vân xem, cô ấy nhất định sẽ rất vui. Khi Võ Hoàng cầm quyền, còn chưa xuất hiện cái loại quạt này, Trang Khanh kéo đai lưng của Phù Ly, không cho cậu đi lung tung. Cũng là lừa đảo sao? Phù Ly rủ cái bả vai. Tại sao những cái quỷ yêu này không thành thật chút nào? Ừ, khóe miệng của Trang Khanh lộ ra ý cười, chẳng qua nụ cười nhanh chóng biến mất. Biết xã hội này đen tối thế nào rồi chưa? Phù Ly chỉ vào một cái tấm biển hiệu đằng trước, vẻ mặt có chút kích động, kẹo mắt người, bây giờ không cho phép ăn thịt người mà. Cái đó là kẹo làm bằng quả nhãn. Bàn tay của Trang Khanh cầm lấy đai lưng của Phù Ly không cho nhúc nhích. Phù Ly nghe xong thì thật sự cạn lời. Nơi đó bán cá nướng hả?
Chúng ta qua đó mua hai phần đi. Phù Ly đột nhiên lấy lại tinh thần. Trang Khanh bất đắc dĩ mà thở dài. Anh là một con rồng gần 2.000 năm. Chỉ đành phải cùng Phù Ly, một con yêu quái 4.000 tuổi đi qua ăn uống cá nướng. Ngẫu nhiên có yêu quái đi qua đường lén lút nhìn Trang Khanh. Trang Khanh quay qua nhìn lại, những cái ánh mắt kia đột nhiên không thấy nữa. Ăn cá nướng xong, Phù Ly vứt cái que trúc vào sọt rác bên đường, quay đầu lại, bị Tấu Thanh làm cho ôm bụng mà cười. Cậu lấy một cái viên ngọc trai quăng vào trong cái bát của đối phương. Người biểu diễn vui mừng, nghĩ đây là kẻ lắm tiền hào phóng nào, ngẩng đầu lên nhìn, thiếu chút nữa đánh rơi cái bát. Tại sao Trang Khanh lại ở đây? Hắn sao chép tiết mục Tấu Thanh của đại sư Tấu Thanh bị phát hiện rồi sao? Trang Khanh nhìn cái ngọc trong bát, quay đầu nhìn Phù Ly, cười cong cong mắt. Anh nói với cậu, đi phía trước xem. Ừ, Phù Ly ngoan ngoãn mà gật đầu theo sau Trang Khanh chen ra khỏi cái đám quỷ. Mấy con quỷ ở sân khấu đang hát kịch buồn, vui họp lại tan, yêu hận sinh tử. Phù Ly không hiểu, chỉ thấy khán giả xem bọn họ không nhiều, cho nên lấy ra một cái viên ngọc trai, vất vào trong bát của bọn họ. Trang Khanh nhìn không có được mà nói, cậu có rất nhiều ngọc trai sao? Tiền của con người không thể dùng ở đây, những thảo dược kia, anh lại nói đều là những cái vật quý, cho nên thứ ít giá trị nhất trên người của tôi chỉ có những cái hạt ngọc trai biển này thôi. Phù Ly có chút căng thẳng, lẽ nào cậu lại làm sai rồi sao? So với những cái hạt ngọc trai kia thì bọn họ sẽ thích bạc vụn hơn. Trang Khanh đưa cho Phù Ly một cái túi bạc vụn, lấy cái này đưa cho bọn họ. Thì ra là thế, cảm ơn anh. Phù Ly nhận lấy bạc vụn, vui vẻ thưởng cho những quỷ biểu diễn trên sân khấu. Trang Khanh không chút cảm xúc mà đi theo phía sau, ánh mắt nhìn tiền thưởng trong bát đặc biệt lạnh lùng. Đi chơi 2-3 canh giờ, hưng phấn của Phù Ly cuối cùng cũng giảm được một nửa, mà túi bạc vụn của Trang Khanh đưa cho cũng đã tiêu hết sạch. Hai vị đại nhân, không bằng vào chỗ của lão ngồi một chút đi. Phù Ly nhìn về phía tiếng nói, một người phụ nữ mặc hoa phục màu tím cười tủm tỉm nhìn cậu. Trước mặt bà bày một sạp hàng, chẳng qua không có khách. Trước sạp có một cái tấm biển, bên trên viết ba từ canh ngũ vị. Canh ngũ vị là gì vậy? Phù Ly đi tới trước sạp, phát hiện ra trên sạp đặt một cái hàng gốm, bên trong mỗi bình đều có canh có màu sắc khác nhau. Nhân sinh có ngũ vị, trong canh của ta có hỷ nộ ái tăng bi. Ánh mắt của người đàn bà nhìn lướt qua Phù Ly, dừng lại ở trước mặt Trang Khanh. Hai vị muốn uống loại nào? Bà không thấy Phù Ly trả lời, bà lấy cái trong bình hỷ ra một cái canh đưa tới trước mặt Phù Ly. Ngươi có thể thử cái này, có thể mang tới cho ngươi niềm vui vô cùng lớn. Trang Khanh đưa tay, chắn phía trước. Long Quân có ý gì? Người phụ nữ cười mà nhìn Trang Khanh. Bát canh nóng màu cam trong tay ổn định, không lệch chút nào. Ngũ vị nhân sinh làm sao có thể dựa vào một bát canh mà nếm được? Phù Ly lắc đầu nói, tôi cũng không có cần. Vậy thôi bỏ đi. Người phụ nữ thấy Phù Ly từ chối, buông cái bát xuống, bưng một chén canh không màu không sắc đưa cho Trang Khanh. Long Quân, quỷ hồn uống cái chén canh này sẽ quên đi cái chuyện kiếp này. Mà người còn sống uống cái bát canh này sẽ có thể nhớ lại chuyện kiếp trước. Long Quân có muốn thử hay không? Mạnh bà đại nhân thật biết nói đùa. Miệng nói xong, chữ đùa trên mặt Trang Khanh lại không có biểu tình gì cả. Tôi không có hứng thú với những chuyện của kiếp trước, lại càng không muốn trả giá khi uống bát canh này. Bà già này chỉ đùa với Long Quân đại nhân một chút thôi, mong ngài đừng có để ý. Người phụ nữ này cũng chính là mạnh bà trong truyền thuyết, bà ta hành lễ với Trang Khanh. 1.500 năm không gặp, uy nghiêm của Long Quân làm cho thiên hạ bách thú khuất phục. Trang Khanh đáp lễ, mạnh bà đại nhân nói đùa rồi, tôi vẫn không hề thay đổi so với ban đầu. Mạnh bà cười nói, nếu như lần sau gặp lại Long Quân, có lẽ bà già này sẽ lặp lại trò đùa này lần nữa. Trang Khanh không nói gì, trên mặt cũng không có nhìn ra cái hỉ nộ. Nét cười trên mặt mạnh bà càng sâu, bà quay đầu nhìn kỹ Phù Ly, trịnh trọng thi lễ. Mong đạo hữu không cần để ý trò đùa này của bà già. Không sao, Phù Ly lắc lắc đầu, cười nói, tuy rằng tôi không uống canh, nhưng canh này nhìn rất đẹp. Bà già này đã ở Minh Phủ nấu canh mấy nghìn năm, quen tay hay việc mà thôi. Mạnh bà tiếp lời, chợ quỷ đã qua một nửa, hai vị không nên lãng phí thời gian ở đây. Tiếp tục đi ngắm cảnh đi thôi. Nghe tới hai từ ngắm cảnh, Phù Ly mới nhớ ra tối nay cậu tới tuần tra với Trang Khanh chứ không phải là Trang Khanh tới đây đi chơi cùng với cậu. Cậu có chút chột dạ mà nhìn Trang Khanh, thấy mặt Trang Khanh không có biểu tình gì, lại len lén thở ra một hơi. Phù Ly rời khỏi quán canh mạnh bà, Trang Khanh chỉ vào một cái gian hàng không lớn không nhỏ phía trước.
đi gian hàng phía trước ngồi nghỉ. Được, Phù Ly cho rằng Trang Khanh mệt rồi, vội vàng đồng ý. Vào trong gian hàng, đây là một quán ăn, đồ ăn tất cả đều là cá tôm cua, đầu bếp là một con cá voi yêu, tiểu nhị bên trong đều là quỷ tu. Trang Khanh tới khiến cho gian hàng nhỏ chấn động. Nhưng ở trước mặt là đồ ăn ngon, lá gan của mọi người dường như cũng lớn hơn một chút, chí ít là cũng không có ai bị dọa cho rơi đũa chạy mất. Đồ ăn gọi rất nhanh được mang lên, Trang Khanh nếm thử một miếng, không rõ biểu tình buông đũa. Vẫn là gian hàng này, đứng bếp vẫn là con cá voi, nhưng anh cũng không còn cảm giác bàng hoàng cùng sợ hãi của năm ấy. Sao thế? Trang Khanh nếm cái con cá Trang Khanh đã ăn, mùi vị rõ ràng rất ngon. Còn ngon hơn so với Bao Ngự tự xưng là làm đại trù có chức vị cao trong cung kia. Không có gì. Trang Khanh lắc đầu, quay người nhìn cái dòng người qua lại bên ngoài gian hàng, lấy ra một cái túi gấm đưa cho tiểu nhị bên cạnh. Đại nhân, ngài cho nhiều quá rồi. Tiểu nhị không có biết Trang Khanh, nhưng nhìn thái độ của thực khách xung quanh liền biết thân phận của người này không đơn giản. Lại nhìn đối phương đột nhiên cho mình nhiều thứ như thế, cậu có chút sợ hãi. Không nhiều. Trang Khanh chỉ cá voi đằng sau đang nấu nướng. Đây là lại của 1.500 năm trước. Anh nợ tiền ông chủ ở đây. Phù Ly có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng Trang Khanh có thể nợ tiền người khác. Ừ, Trang Khanh giơ đũa lên, gắp một con tôm lớn. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, sao ngoài không có mang tiền, ăn cơm bá vương của ông chủ. Anh cho rằng mình sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa, cũng sẽ không nhớ tới cái dáng vẻ thiếu niên chật vật của mình năm đó. Nhưng khi anh một lần nữa đặt chân đến nơi này, mới phát hiện tất cả những thứ anh nghĩ cũng chỉ thế mà thôi. Ông chủ, tiểu nhị chạy ra sau bếp, đưa cái túi gấm, linh châu và trân châu đưa cho cá voi yêu. Đây là của một vị khách đưa, người đó nói đây là lại của 1.500 năm trước. Chợ quỷ có quy tắc, mua hàng là phải thanh toán, không thể ghi nợ, nếu như bị phát hiện sẽ bị yêu giới truy sát. Vị khách kia nhìn dáng vẻ uy nghiêm bất phàm, sao có thể thiếu tiền ông chủ. 1.500 năm trước, cá voi yêu cao tuổi nhận lấy cái túi gấm. Ai cơ? Là vị khách kia. Tiểu nhị cách cái rèm cửa chỉ cái người trả tiền cho cá voi. Long khí bao phủ, công đức bất phàm. Cá voi yêu nhìn thấy cái người đàn ông mặc cẩm bào màu đen, đột nhiên nhớ tới cái đứa trẻ chưa lớn 1.500 năm trước. Đứa trẻ đó cả người đầy máu bẩn, linh khí hỗn loạn, uống canh bổ sung nguyên khí ở cái chỗ của ông. Sau đó đứa bé uống xong canh thì hoảng hốt bỏ chạy, mà ông nhìn thấy đứa bé bỏ chạy nhưng không có gọi nó lại. Đã bao nhiêu năm qua rồi, ông cứ cho rằng cái đứa bé máu tổn tạp người và rồng đó đã sớm chết ở trong tay yêu tộc nào khác, không ngờ rằng cách hơn 1.500 năm còn có thể gặp lại. Phù Ly phát hiện trên bàn nhiều hơn một bát canh, cậu ngẩng đầu mà nói, tiểu nhị, chúng tôi không có gọi những món này. Tiểu nhị cười nói, ông chủ nói, cái này là tặng cho cố nhân. Cố nhân, Phù Ly nghiêng người qua, nhỏ giọng nói với Trang Khanh, thì ra chủ nợ nhận ra anh rồi. Trang Khanh cầm cái mua xương ở trong tô canh, múc cho mình một cái bát canh nóng. Canh tới bên miệng, hơi nóng mơ hồ che khuất hai mắt anh. Anh cúi đầu uống một ngụm, hương vị vẫn như năm ấy, không hề thay đổi. Cố nhân, Phù Ly nghiêng người qua, nhỏ giọng mà nói với Trang Khanh, thì ra chủ nợ của anh nhận ra anh rồi. Trang Khanh cầm cái mua xương ở trong tô canh, múc cho mình một cái chén canh nóng. Canh tới bên miệng, hơi nóng mơ hồ che khuất hai mắt của anh. Anh cúi đầu uống một ngụm, hương vị vẫn như năm ấy không hề thay đổi. Thấy Phù Ly đang nhìn mình trừng trừng, anh buông cái bát xuống. Bát canh này ngon, cậu uống thử đi. Thử, Phù Ly uống một hơi cả nửa bát, gật đầu nói, rất ngon. Hai người dùng cơm xong, Trang Khanh liền trả tiền rồi rời khỏi. Anh không yêu cầu gặp ông chủ một lần, mà ông chủ cũng không có đi ra. Anh đi trên thềm đá, trong núi đã dâng lên sương mù, làm cho chợ quỷ càng thêm vài phần thần bí như là tiên, như là yêu. Có tiểu quỷ cầm cái chiếc đèn lồng màu đỏ chạy băng qua cái đám người, trên khuôn mặt không hề có huyết sắc, cũng có nhìn ra vài phần ngây thơ. Nếu như không vì những yêu quái nơi này vẫn còn duy trì một chút đặc tính bản thể, có lẽ cho dù con người bình thường xông vào nơi này cũng chỉ cảm thấy đây là chốn đào nguyên thần kỳ, chứ không phải là chợ quỷ. Anh đẹp trai, chỗ chúng tôi có mức hoa quả trong núi sâu thiên nhiên thuần khiết. Cũng không có dược phẩm hóa học của xã hội con người, cách xa nguồn ô nhiễm, tự mình ăn hoặc tặng bạn bè đều là sự lựa chọn tốt nhất. Một nữ yêu nhét cái tờ rơi vào tay của Phù Ly, lại cười yêu diễm với cậu một cái. Anh nhất định phải tới nhé.
Chẳng qua sau khi cô nhìn rõ người đằng sau lưng của Phù Ly là ai, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, cúi đầu vội vàng rời đi. Phù Ly nhét tờ rơi vào tai của Trang Khanh, anh giúp tôi nhìn xem mất hoa quả này có phải thật sự tươi ngon không? Tôi đi mua một gói hoa quả khô. Nói xong, cô vội vội vàng vàng mà chạy đi. Trang Khanh nhìn chằm chằm cái tờ quảng cáo, không còn gì để nói, mày nhăn thành cái gò núi nhỏ. Mới vừa ăn xong đi ra, lại còn muốn ăn hoa quả khô, bản thể tí hon, nhưng mà những cái thứ vừa nuốt xong đã đi đâu cả rồi. Tiểu nhị thu dọn bát đĩa đi vào trong phòng bếp đằng sau, nhìn thấy khuôn mặt già nua của cá voi yêu, có chút lo lắng nói, ông chủ, chợ quỷ đã qua phân nửa thời gian rồi, giờ này cũng không còn nhiều khách nữa, hay là chúng ta dọn hàng đi. Gian hàng này ta mở đã gần 2.000 năm, mỗi năm đều mở tới bình minh. Cá voi yêu nhìn cái bàn ăn trống rỗng bên ngoài, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Cũng không biết cửa hàng này sẽ còn được mở bao nhiêu năm nữa. Ông già rồi, không đột phá được nguyên anh, thọ nguyên sắp tận. Có thể mở ra linh trí hóa yêu đối với ông mà nói cũng là một cái chuyện may mắn. Chỉ tiếc rằng thiên tư không đủ, chỉ có thể dừng lại ở nguyên anh. Hiện giờ nhân loại đại thịnh, có một số người thậm chí còn trắng trợn bắn giết cá voi. Nếu như ông chết rồi, thì còn ai có thể bảo vệ được những con cá voi ngây thơ không biết gì kia nữa. Trong lòng tiểu nhị có chút buồn bã, nhớ tới cái vị khách nhìn như có vẻ thân phận bất phàm ban nãy. Ông chủ, vị khách ban nãy hình như rất có thế lực tại yêu giới. Nếu như ông với hắn có giao tình, không bằng xin hắn giúp ông tìm phân thần đan đi. Cái đứa ngốc này, phân thần đan vô giá, đâu có dễ dàng lấy được như vậy. Cá voi yêu đứng dậy lau khô kệ bếp. Chẳng qua hắn chỉ nợ ta một cái bữa ăn, trả cho ta thù lao này cũng đã đủ cho hắn ăn 1.500 năm rồi. Năm ấy ông lần đầu tới chợ quỷ này mở hàng, gặp được một long tộc xông vào chợ quỷ, vì nhất thời yếu lòng không có truy cứu đối phương ăn quịch, có lẽ cũng là duyên phận. Ông chủ có ở đây không? Cá voi yêu và tiểu nhị đứng dậy, thấy cái vị công tử tuấn mỹ ban nãy ăn cơm quay lại. Cá voi yêu không thể nhìn ra thân phận cùng tu vi của đối phương, vô cùng thận trọng đứng dậy. Không biết vị công tử đây là, có gì chỉ bảo, lẽ nào là đồ ăn của ông già này không hợp khẩu vị của ngươi? Hương vị đồ ăn rất ngon, nhưng không biết ông chủ có thể giúp tôi nấu một phần cá như vậy nữa hay không? Tôi mang về ăn. Cá đã nấu xong, không thể để lâu. Cái này, cá voi yêu có chút do dự, làm hỏng hương vị cũng chính là đập biển hiệu của ông. Không sao, túi càng khôn của tôi có thể giữ được hương vị tươi ngon. Ông cứ làm là được rồi, nhưng mà nhớ làm nhanh một chút, bạn của tôi vẫn đang ở phía trước đợi tôi. Cá voi yêu âm thầm kinh ngạc, lại có túi càng khôn hiếm lạ như thế sao? Vị công tử này rốt cuộc là từ đâu tới? Tay chân ông rất nhanh, ánh dao nhảy múa trong không trung, con cá ban nãy vẫn còn đang bơi lội, giờ biến thành từng lát mỏng cuồn cuộn trong chảo nóng. Thịt cá nhanh chóng được làm xong, Phù Ly lấy bên người ra một cái hộp gấm nhỏ, đưa vào tay cá voi yêu, đa tạ. Cá voi yêu còn chưa nhìn rõ đối phương đưa gì, đối phương đã hóa thành khói xanh biến mất. Tiểu nhị sững sờ mấy giây, ăn quịch. Cá voi yêu mở cái hộp gấm ra, nhìn thấy đan dược bên trong, sững sờ, phân thần đan. Tiểu nhị nhìn thấy đồ trong hộp, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói, đây có phải là phân thần đan hay không? Tu chân giả dựa vào đan dược để đẩy cao tu vi chính là hạ sách. Nhưng nếu như thọ nguyên sắp tận, dùng đan dược là phương pháp duy nhất để kéo dài tuổi thọ. Bàn tay của cá voi yêu cầm cái hộp gấm khẽ run rẩy, ông đột nhiên hiểu ra vị công tử tuấn mỹ ban nãy quay lại không phải vì món cá mà nhìn thấy thọ nguyên của ông sắp tận mới đưa cho ông cái thứ này. Ông chủ, tại sao hắn lại đưa cho ông cái thứ này? Giờ khắc này, tiểu nhị cảm thấy giống như là mình cho đối phương một cái viên lạc, đối phương lại trả cho mình một cái xe vàng. Cá voi yêu đứng lên, đi đến tức cửa nhìn cái người thanh niên đang cầm ô đằng xa mà hành đại lễ. Ông quay người, lấy cái túi gấm mà Trang Khanh tặng, đổ linh thạch và trân châu bên trong ra, một viên đan dược màu nâu cũng từ bên trong lăn ra. Đây là một cái viên phân thần đan, giống như cái viên mà vị công tử ban nãy đưa cho. Trời lất phất mưa phùn, Phù Ly cầm một cái chiếc ô ngọc cốt, từ xa xa mà nhìn Trang Khanh đứng ở bên ngoài hàng mất hoa quả, bước nhanh về phía trước, thuận tiện đưa ô ra, vừa vặn che khuất đầu Trang Khanh. Mất hoa quả có tươi không? Trang Khanh ngẩng đầu nhìn cái tán ô trên đầu mình, gật đầu cũng được. Quỷ tu ở quán mất hoa quả sắp khóc ra tiếng rồi. Sau khi vị Long Quân này đứng ở trước quán của hắn, những khách nhân khác đều không dám qua đây, chuyện này là thế nào? Vậy chúng ta mua một chút mang về. Ngoài miệng thì Phù Ly đang hỏi ý kiến Trang Khanh, nhưng mà cái ánh mắt lại nhìn về mất hoa quả không rời. Ừ,
Nhìn thấy cái dáng vẻ của cậu như vậy, Trang Khanh liền biết nói không mua cũng không có tác dụng gì. Anh với tôi mỗi người 5 lọ, những đồng nghiệp khác trong sở mỗi người 1 lọ. Sau khi Phù Ly tính toán rõ ràng trong phòng có bao nhiêu người, bắt đầu bảo ông chủ lấy hàng. Trang Khanh muốn nói rằng mình không thích ăn những cái thứ này, chẳng qua thấy Phù Ly nghiêm túc như thế, anh cũng lười so đo với cậu những cái thứ này. Dù sao cũng chỉ là mấy cái bình mứt hoa quả mà thôi, cũng không tốn bao nhiêu là tiền, còn tốt hơn so cái việc cậu vừa đi đường vừa văng tiền thưởng. Túi càng khôn của Phù Ly giống như là không có đáy, có thêm nhiều đồ đi nữa cũng có thể nhét vào. Để hết mứt hoa quả vừa mới mua xong vào càng khôn, Phù Ly mở ô ra, che khuất đầu của hai người. Đi thôi! Mưa phùn rơi xuống tán ô nhưng lại không hề có giọt mưa nào bắn vào người của Trang Khanh. Lúc này anh mới phát hiện ra điểm kỳ lạ của chiếc ô này. Trên tán ô thiêu đơn giản nhưng lại mang theo cái khí điềm lành, chẳng trách quỷ ở xung quanh lại không dám qua đây. Cán ô nhẵn bóng như ngọc nhưng lại không phải là ngọc, ngược lại giống như xương của một loại động vật nào đó. Bên trên còn mang theo vài phần sát khí của sinh vật lưu lại khi còn sống. Sát khí này rất là quen thuộc, giống như là thuộc về long tộc. Vẻ mặt của Trang Khanh có chút quái dị, anh với con thỏ này che chung một cái ô dùng xương rồng tạo thành, dường như cứ có cái gì đó sai sai. Ở trong góc một cô gái đeo khăn che kéo cái đàn nhị, la khóc lóc thảm thiết bi thương, mưa làm ướt váy của cô nhưng cô lại không có biết, dùng nhị hồ viết ra một câu chuyện bi thương. Có người không được như ý, nghe thấy khúc buồn cũng buồn, có người vui vẻ mang theo nụ cười, vội vàng đi qua. Đối diện cô gái một đôi vợ chồng quỷ đang biểu diễn hài kịch, chọc cười người qua đường ha ha, được vô số người vỗ tay. Phù Ly nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, ném bạc trong tay đi. Bác tặng thưởng hai bên đều nhiều hơn một thỏi bạc. Trang Khanh không nhịn được nữa mà mở miệng. Cậu không nên tên là Phù Ly, hả? Đổi tên thành Tán Tài Đồng Tử thì hợp hơn. Phù Ly nghe không hiểu mà mở mắt to ra mà nhìn. Trong đám người, Ngụy Thương kéo tay áo sư huynh Trương Kha. Sư huynh, anh nhìn xem hai người che chung ô đằng kia có phải là lão đại với anh Phù không? Cậu nói anh Phù đi góp vui thì tôi tin, nhưng lão đại thì làm sao có thể? Trương Kha mặc trường bào nhưng lại để cái đầu đinh, thoạt nhìn có chẳng ra làm sao. Nhưng ở nơi này không ít quỷ trông chẳng ra làm sao, cậu ở trong đám người cũng chẳng có nổi bật gì. Ngược lại, quý công tử Ngọc Quan cẩm bào, Ngọc Thụ Lâm Phong càng thu hút cái ánh mắt người nhìn hơn. Ngụy Thương càng nhìn càng thấy giống, dù sao cũng không phải ai cũng có thể đứng ở một nơi đông nghịch người, xung quanh lại không có một bóng quỷ. Tuy rằng anh Phù mặc cẩm bào, hình bóng đẹp tới nỗi làm cho nữ yêu hồn siêu điên đảo, nhưng mà anh vẫn có thể xác định công tử mặc áo trắng kia chính là anh Phù. Sư huynh thật sự là lão đại với anh Phù, sư đệ đừng có nói nữa. Trương Kha thở dài, cậu vừa tới không biết thói quen của lão đại, anh ấy từ trước tới giờ chưa từng đi chợ quỷ, ngay cả sở dư theo lão đại hơn 100 năm cũng nói rằng chưa bao giờ thấy lão đại tới đây. Sao lại có thể che chung một ô với anh Phù mà đi chợ quỷ được? Tiếng nói của Trương Kha càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì im bặt. Đậu, kia không phải là lão đại chứ là ai? Trương Kha và Ngụy Thương muốn đi lên phía trước nhìn cho rõ, đột nhiên trên bầu trời chợ quỷ vang lên một cái tiếng trống nặng nề. Một tiếng rồi lại một tiếng vang lên, tiếng trống vừa vang vừa lớn. Giống như là đã xảy ra cái chuyện gì đó rất cấp bách. Có chuyện gì thế? Ngụy Thương nhìn Trương Kha, sắc mặt Trương Kha vô cùng khó coi. Có người xông vào chợ quỷ. Nghe thấy cái tiếng trống này, người đi dạo trên phố có người trực tiếp biến mất, có người hóa thành động vật hốt hoảng bỏ chạy. Lầu các nhà cửa biến thành đá đứng hoặc là cây cối. Con phố náo nhiệt trong nháy mắt biến thành núi hoang, không chút ngơi người. Từ ồn ào biến thành yên tĩnh, sự chênh lệch quá lớn, Phù Ly trong nháy mắt vẫn chưa kịp phản ứng lại. Trang Khanh nhìn thấy cậu vẫn cứ ngỡ ngàng, không biết xảy ra chuyện gì thì nói. Có lẽ là có kẻ địch xâm lấn, âm sai không đối phó được cho nên thông báo mọi người rời đi. Yêu quỷ bày hàng rời đi, những thứ đồ mà bọn họ dùng pháp thuật để biến ra tự nhiên cũng trở về hình dáng ban đầu. Phù Ly phát hiện hai sư huynh đệ Trương Kha, Ngụy Thương cũng đang đứng cách đó không xa, vậy vẫy tay với cậu. Các cậu cũng tới đây chơi, tới tuần tra sao? Trương Kha lén lút mà nhìn Trang Khanh, mặc huyền bào ngọc quan, kéo sư đệ tới trước mặt Phù Ly. Anh Phù! Đột nhiên cuồng phong gào thét, đất đá mù trời. Trương Kha túm chặt lấy cái cánh tay của Ngụy Thương để tránh gió cuốn đi. Mấy nhà dịch minh giới không biết là bị gió thổi từ đâu bay qua đây, ngã ở trước mặt của đám người Phù Ly. Hơn nữa, nửa ngày trời cũng không thể bò dậy.
Phù Ly lo lắng bọn họ lại bị gió thổi bay, quan ô ngọc cốt trong tay. Chiếc ô đột nhiên biến thành một cái tán ô thật lớn, che chắn tất cả mọi người. Chiếc ô dường như biến thành một cái thế giới riêng, cho dù có mưa to như thế nào cũng không thể bay vào trong. Một người có chút chật vật lại bay ra từ trong gió, rơi xuống đất sau đó lùi mấy bước mới có thể đứng vững. Anh liếc mắt một cái liền thấy Phù Ly dưới cái tán ô hoa lớn, đôi mắt đột nhiên sáng lên, lăn vào trốn ở dưới tán ô. Phù đạo trưởng, thật trùng hợp. Lịch Tư phủi phủi bụi trên quần áo, hành lễ với Phù Ly, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Phù Ly thấy âm sai trưởng Lịch Tư còn chật vật như vậy, nhìn mấy lần về hướng gió thổi tới. Trên đầu một trận cuồng phong xuất hiện một cái con chim vô cùng lớn. Con chim này có một cái gương mặt người rất to, dưới chân còn giẫm một cái con thanh xà cực lớn. Thoạt nhìn là làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nó vừa vỗ cánh vừa có thể mang tới cuồng phong màu đen. Cỏ cây trốn phía sau lập tức trở nên khô vàng, mất đi sinh mệnh. Đó là gì thế? Âm sai nhìn thấy cái sinh vật quái dị như vậy. Còn có cả thực vật khô héo đầy đất, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy quái vật nhanh chóng đi về phía hướng yêu quỷ bỏ chạy, vẻ mặt của Lịch Tư nghiêm trọng, mắng một câu, mẹ nó, ông đây làm thịt nó. Phù Ly tóm lấy Lịch Tư, anh không phải đối thủ của hắn. Lịch Tư vội vàng mà nói, nhưng trên núi nhiều yêu với quỷ như vậy, nếu như bị hắn đuổi được thì còn có thể sống sót sao? Biểu tình của Phù Ly vô cùng khó coi, cậu nhanh chóng bấm thủ quyết, chiếc ô có thêm một tầng kết giới. Trừ khi được sự đồng ý của cậu, những người dưới tán ô này không ai có thể đi ra ngoài. Anh Phù, đó là gì thế? Trương Kha từng nhìn thấy Toan Dự Chu Yếm, nhưng hai nhân vật này cũng không có tướng mạo đáng sợ như quái vật ở trước mắt. Thậm chí còn có cả hai cái mảng xà to lớn xanh ở dưới chân của nó nữa, càng thêm dài phần đáng sợ. Đó là... Phù Ly chảy đầy mồ hôi. Đó chính là thần mà con người các cậu hay nói tới. Thần... Trương Kha nhìn cái con quái điểu không khác gì quái vật trên không trung kia. Không phải thần là người cứu vớt thế gian sao? Tại sao lại? Không phải con người của các cậu có một ca khúc, nội dung hát cái gì mà? Trước giờ chưa từng có chúa cứu thế, cũng không cần dựa vào thần tiên hoàng đế sao? Bàn tay của Phù Ly mở ra, rồi đỏ xuất hiện. Cái gọi là thần cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Con người các cậu gọi hắn là phong thần, hải thần, còn có gọi là ôn thần. Đó chính là năng lực mà hắn đã sinh ra đã có. Ở yêu giới, hắn được gọi một cái tên là Ngu Cường. Vậy chúng ta, mọi người không phải là đối thủ của hắn đâu, kể cả tôi cũng thế. Phù Ly nhìn Trang Khanh đột nhiên bay ra ngoài, chiếc roi đỏ trong tay của cậu dài ra, hóa thành lưới cố gắng ngăn cản Ngu Cường lại. Nhưng hai con gắn trên tay hắn đột nhiên há miệng lớn, dùng răng độc cắn đứt cái dây thần đỏ tới gần. Sinh vật tầm thường, cút ngay cho ta. Ngu Cường ngạo mạn mà nhìn Phù Ly, có lẽ trong mắt hắn tất cả những sinh vật khác đều thấp kém. Phù Ly không nói gì, cậu vung chiếc roi trong tay của mình quấn lên lần nữa. Ra khỏi ngọn núi này, bên ngoài chính là thành thị tập trung đông dân cư, nhân khẩu thường trú gần 800.000. Nếu như để Ngu Cường mang ôm dịch tới thành thị này, hậu quả không thể tưởng tượng. Trang Khanh bị kết giới ngăn cản ở dưới tán ô, sắc mặt vô cùng khó chịu. Anh biết khi Phù Ly chiến đấu với yêu quái thường có thói quen là báo xuất thân. Chỉ có hôm nay, cậu không nói một câu dư thừa nào, có thể nói rõ một chuyện. Vị thần tên Ngu Cường này là một cái sinh vật kiêu ngạo, sẽ không nghe bất cứ lời nói nào. Yêu với thần đánh nhau, sao có thể thắng được? Anh đặt tay lên kết giới, cố gắng phá vỡ kết giới ra ngoài. Nhưng anh không biết là Phù Ly đã dùng thủ pháp nào để bố trí kết giới, anh không cách nào mà xuống tay được. Ngô Cường thấy tiểu yêu trước mặt này lại không biết thức thời như thế, vô cùng tức giận mà nói. Bổn vương chẳng qua chỉ nằm ngủ mấy năm, sinh vật ti tiện như ngươi cũng dám chắn ở trước mặt của bổn vương sao? Hai con thanh xà dưới chân của hắn há miệng lớn, nhả khói độc, cắn về phía Phù Ly. Tốc độ của thanh xà rất nhanh, nhanh giống như là chớp. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, một hai con rắn đã nuốt Phù Ly vào bụng. Dưới tán ô hoa, Trang Khanh rống lên tiếng rồng, hai tay hóa thành vuốt, toàn thân hiện ra vảy rồng, cố gắng dùng sức mạnh xé kết giới ra. Chẳng qua chỉ vài giây ngắn ngủi, vuốt rồng của anh đã chảy đầy máu, làm kết giới đều nhiễm đỏ. Trương Kha ngây ngốc mà nhìn con xà đắc ý lượn quanh ở trên không trung, hai mắt đỏ ngầu, chảy xuống một cái giọt nước mắt đàn ông. Cậu đi tới phía sau lưng của Trang Khanh, lao nước mắt ở trên mặt đi, truyền toàn bộ pháp lực bản thân ở trên người lên người Trang Khanh. Lão đại, em giúp anh một tay.
Ngụy Thương im lặng đi theo sau Trương Kha, học theo bộ dáng của Trương Kha, truyền pháp lực cho Trang Khanh. Lịch Tư cười khổ một tiếng, vươn tay chống phía sau lưng của Trang Khanh. Trang Khanh căn bản là không có quan tâm tới đằng sau lưng của mình có bao nhiêu người. Thân thể anh biến thành rồng càng ngày càng rõ rệt. Năm cái móng vuốt rồng, máu chảy không ngừng, nhưng kết giới vẫn không có hề có một cái vết rạn nước nào. Anh không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể kêu gào, muốn giết chết con xà kia, xé rách bụng nó ra. Buồn cười, Ngô Cường chú ý tới cái tán ô hoa trong gió đen, vỗ cánh muốn sát tới sang bằng cái tán ô. Đột nhiên thanh xà dưới chân hắn phát ra tiếng hí, giống như là điên cuồng mà rơi xuống đất, đau đớn lăn lộn. Nhưng lăn lộn cũng không thể cứu được nó, bụng của nó giống như là bị cái thứ gì đó ăn mòn. Từng chút, hóa thành tro tàn, cuối cùng cả con thanh xà đều biến thành tro bụi, biến mất trong cơn gió lốc. Rắn yêu của ta! Ngô Cường rống lên một tiếng tức giận, không quan tâm tới tán ô nữa. Trong nháy mắt khi phù ly bị thanh xà nuốt vào trong bụng, cậu cảm thấy toàn thân mình đều nóng lên. Cậu tưởng rằng dịch dạ dày của thanh xà đang tiêu hóa mình, nhưng không ngờ rằng lại là thanh xà tan biến. Chẳng lẽ trên người cậu có một cái lực lượng thần bí nào? Cậu rung rung cái lông ở trên người để cho cái chiếc roi bản mệnh nhập vào trong cơ thể. Cậu duỗi chân một cái đá bay cái con thanh xà còn đang xông tới. Phù ly học cái bộ dáng thét dài của con bạch xà trên núi năm ấy. Cậu mở miệng rống lên một tiếng, thân thể cậu tuy nhỏ nhưng khi kêu lên vậy mà vẫn có khí thế. Quả nhiên thanh xà bị cậu đạp ra, nghe thấy tiếng rống này sợ tới mức không dám tiến lên. Một con rắn, một con thỏ, một ở trên trời, một ở dưới đất, lại có vài phần cảm giác sơ sát tiêu điều của long tranh hổ đấu. Trưởng quan, vị đạo hữu kia còn chưa chết. Có vị âm sai vẻ mặt kích động chỉ ra bên ngoài kết giới, cậu ta biến thành con thỏ rồi. Con thỏ. Nghe thấy hai cái từ này, Trang Khanh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy con thỏ to bằng bàn tay lại chủ động phi thẳng lên đuổi thanh xà. Mà thanh xà lại bị cậu đạp đi rất xa. Ôi trời ơi, anh Phù là bạo lực kim can thố sao? Trương Kha ngây ngốc mà nhìn một cái màn kịch huyền huyễn con thỏ nhỏ, điên cuồng, đánh với cái con thanh xà to lớn ở bên ngoài kết giới, quên cả tiếp tục tuyền pháp lực. Nhìn thấy hai con rắn cưng của mình chết trong tay Phù Ly, Ngô Cường nổi giận, hắn chỉ vào Phù Ly mà nói, súc sinh ti tiện, bản vương phải trừng phạt ngươi. Hắn mở to cái đôi cánh, trên không trung xuất hiện một cái lốc sấy khổng lồ, cả ngọn núi đất đá bay mù trời. Lốc sấy cuốn từ dưới đất lên, điên cuồng gào thét đánh về phía Phù Ly. Thần nổi giận, tiếng răng rắc vang lên. Kết giới cuối cùng cũng đã bị Trang Khanh mở ra. Anh quá thần kim long, rồng rống lên một tiếng núi rừng. Bốn phía đều cảm ứng, truyền thêm linh khí. Thân rồng bay vút lên, xoay quanh, che chắn trước Phù Ly. Trên đầu mây đen cuồn cuộn, dường như là sắp có sấm sét. Phù Ly nhìn thấy kim long che chắn trước người mình, ngẩng đầu mà nhìn lên bầu trời. Một tiếng rống vang lên, chân Phù Ly đạp một cái, lại rống lên một tiếng, đáp lên đỉnh đầu của kim long, thân hình nhỏ gầy dưới ánh trăng chiếu rọi, phát sáng ra đỏ sẫm. Cậu cúi đầu mà nhìn kim long bên dưới, vào thời khắc như thế này, sao lại để cho một con rồng chưa thành niên như anh chịu chết được chứ? Phù Ly! Trang Khanh muốn dùng cái đuôi cuốn Phù Ly lại, nhưng là một con thỏ đã thành tinh, tốc độ nhảy của Phù Ly thật sự là quá nhanh. Nhanh tới độ Trang Khanh không túm được cậu. So với gió lốc khổng lồ, thân thể của Phù Ly nhỏ bé như là hạt bụi. Trong nháy mắt khi cậu nhảy lên không trung, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cơn lốc khổng lồ kia, vô lực cùng tuyệt vọng nhảy lên bên trong lòng bọn họ. Ngụy Thương quá thành bạch hổ nhảy lên, đáp xuống bên cạnh Trang Khanh, đầu hổ hơi cúi, ở trạng thái hết sức là đề phòng. Thời khắc nhảy vào trong cái gió lốc kia, Phù Ly cảm thấy thân thể mình bị xé rách ra, cậu ra sức phá tan trói buộc của gió lốc, chân trước vỗ lên mặt đất. Bụi cát cùng với đá ở dưới đất lập tức đứng thẳng dậy, biến thành bức tường khắp bốn phương, cố gắng mà nhốt gió lốc lại. Ngô Cường không để ý tới Phù Ly chiến đấu với gió lốc như thế nào, hắn hóa thành hình người, sau lưng còn có cái đôi cánh vô cùng lớn đứng ở trước thanh xà của mình. Hai con thanh xà này là sủng vật mà hắn đã nuôi hơn vạn năm trước, đã từng là tùy thân của hắn, bây giờ lại bị tiểu yêu không biết tên đánh chết. Hắn không chỉ thương tiếc người hầu mà còn tức giận đối phương làm hắn mất mặt. Con rắn bên tai hắn hé miệng phát ra âm thanh, lộ ra chiếc nanh độc. Ngô Cường vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đỉnh đầu lạnh băng của nó. Nhìn gió lốc mà mình tạo ra, đột nhiên nở nụ cười. Xem ra ta đã nhiều năm không ra ngoài, làm cho những sinh vật hèn mọn này đều quên mất sự tồn tại của ta.
Hắn nhẹ nhàng phất tay, gió lốc như con rồng sóng phá vỡ tường vây của Phù Ly tạo ra, trực tiếp xông về phía Kim Long. Phù Ly rống một tiếng rồi bay lên không trung, hóa thành hình người, quăng pháp bảo về phía Ngô Cường. Phù Ly nghe Vượng Trắng nói là Ngô Cường thuộc thủy tộc, kỹ nhất là hỏa, cho nên chỉ cần dùng pháp bảo của thuộc tính là hỏa thì đối phó được với hắn. Cho dù không thể tạo thành thương tổn nhưng ít nhất cũng có thể quấy rối hắn thi triển pháp thuật. Trang Khanh và Ngụy Thương nhìn thấy gió lốc xông qua đây, thân thể Ngụy Thương bay vút lên, gia tốc tiến lên dự định cản lại lốc xoáy tiếp tục cuốn lên, mà Trang Khanh trực tiếp gầm một tiếng, hé miệng phun ra vô số nước biển, ngay cả nước biển gặp gió lốc cũng biến thành băng. Nhân cơ hội này, Trang Khanh lượn vòng lên trên, dùng thân thể của mình quấn từng vòng xung quanh lốc xoáy. Cảm ơn thiết bị truyền tin vạn năng, trong núi sâu già thế này vẫn còn có tín hiệu. Trương Kha lấy cái điện thoại ra, bắt đầu liên hệ với ban an toàn, bảo bọn họ liên hệ với cục khí tượng, thông báo có vòi rồng, thông báo mọi người ở trong nhà đừng có ra ngoài. Còn bảo với bộ y tế cố gắng chuẩn bị thuốc trị bệnh dịch. Lịch Tư nửa quỳ dưới đất, nghe Trương Kha thông báo tình huống với người phụ trách ở bên kia điện thoại, lấy cái roi đánh hồn ở bên hông ra. Chỉ đạo thuộc hạ cấp dưới, mọi người đều ở đây, tôi lên xem thế nào. Trưởng quan, bên ngoài nguy hiểm, ngài... Tôi là người tu đạo, sao có thể mở mắt mà nhìn dân chúng cả thành sinh ly tử biệt, đến lúc đó mấy trăm vạn hồn phách còn không mệt chết âm sai chúng ta sao? Lịch Tư đứng dậy, nhìn Phù Ly và Ngô Cường đang đánh nhau không thể phân thắng bại được. Yêu, còn có một lòng muốn bảo vệ con người, khi còn sống tôi cũng là người, lẽ nào con không bằng cả một con yêu quái? Tạm thời khống chế được gió lốc, Trang Khanh quay đầu nhìn Phù Ly và Ngô Cường đang chiến đấu, biến về hình người, rút kiếm ra khỏi vỏ, anh sầm mặt nói với Ngụy Thương, ngăn ở bên này, tôi qua bên kia giúp đỡ Phù Ly một tay. Ngụy Thương phe phải cái đuôi, chân sau đào một cái hố sâu dưới đất, hắn có chút tuyệt vọng mà nghĩ, cũng không có biết là cái đầu của hắn có bị gió lốc thổi thành địa trung hải hay không. Sau khi biến thành người, có phải là đội tóc giả hay không rồi? Kiếm pháp của Trang Khanh vô cùng tinh xảo, liên thủ với Phù Ly có thể đánh ngang hàng với Ngô Cường. Khó khăn tránh thoát gió độc mà Ngô Cường quét tới, nửa người dưới của Trang Khanh hóa thành đuôi rồng, thay Phù Ly quạt con thanh xà định đến lén kia đi. Mặt lạnh nói với Phù Ly, tôi đã thành niên rồi. Phù Ly khó hiểu mà nghĩ, bây giờ là lúc để tranh cãi cái vấn đề này hay sao? Lòng bàn tay nắm roi của cậu hơi nóng lên, bắt đầu nhớ lại cái nội dung liên quan tới Ngô Cường mà Vượng Trắng đã từng nói với cậu. Chỉ trách hồi còn bé, cậu ngồi không có yên, luôn luôn không có chịu nghe lời Vượng Trắng nói chuyện. Bây giờ tới thời khắc mấu chốt, cậu cuối cùng cũng trải nghiệm được cái cảm giác khi có việc cần, mình lại biết quá ít. Ngô Cường là yêu tu được con người tôn sùng là thần thánh, trên thực tế, hắn cũng giống như là Trang Khanh. Trên người, có một phần là có huyết mạch của con người. Nhưng hắn không hề có chút cảm tình nào với con người cả. Trong mắt hắn, sinh mệnh của vạn vật đều không đáng giá. Sống chết chẳng qua chỉ là hắn vui buồn mà thôi. Năm đó có lẽ có đại yêu có thể ngăn cản được hành vi của Ngô Cường. Bây giờ yêu giới suy bại, ngay cả Phù Ly đều được coi là cao thủ trong số cao thủ. Còn có yêu quái nào có thể tới ngăn được Ngô Cường? Không, không đúng, có lẽ còn một con yêu quái có thể ngăn được hắn. Hai tay của Phù Ly nhanh chóng bấm thủ quyết, lần đầu tiên sử dụng thuật pháp thiên lý truyền âm. Từ khi tới thế giới con người, côn bằng thích nhất chính là ăn và ngủ. Quá nửa đêm, đột nhiên bị âm thanh của Phù Ly làm cho thức giấc. Hắn nhắm mắt trả lời cậu một câu, con thỏ, ngươi nửa đêm dùng thiên lý truyền âm làm gì? Côn bằng đại nhân, tôi có chuyện muốn nhờ. Côn bằng mở to hai mắt nhìn bầu trời u ám ở bên ngoài. Lúc này tìm ta, khẳng định không có chuyện gì tốt, nói đi. Ngô Cường xuất thế, xin Côn bằng đại nhân ra tay giúp đỡ. Phù Ly dùng roi giúp Trang Khanh cản lại một đòn của Ngô Cường, phi lên không trung lấy ra một cây quạt long vũ đỏ thẫm, quạt một cái, thứ xuất hiện không phải là gió mà là lửa cháy. Ngô Cường không có kịp trốn, lông chim trên cánh tay trái bị thiêu hủy hơn phân nửa. Chu Tước, ánh mắt của Ngô Cường lộ ra vài phần chán ghét cùng kiên kỵ. Hắn xoay người nhìn cây quạt đỏ thẫm trong tay của Phù Ly, con tiểu yêu này suốt cuộc là chui ra từ đâu? Tại sao lại có pháp bảo như thế? Hắn chính là ghét nhất mấy cái loại yêu tu như Chu Tước, Quyền Vũ, Bạch Trạch, cả ngày ra vẻ tránh trời thương dân, kẻ yếu bị giết hoặc bị ăn, không phải là chuyện bình thường hay sao? Yêu cũng được, người cũng chẳng sao, kẻ yếu đều là phế vật, có gì khác nhau đâu, không bằng giết đi cho vui. Người nói là ai? Côn bằng nghe thấy tên Ngô Cường, thiếu chút nữa nghĩ rằng tai của mình có vấn đề. Ông nội thiên đạo ơi, các ngươi sao lại chọc cái kẻ điên này?
Trong mắt hắn, Ngô Cường chính là một kẻ điên, khi vui vẻ ăn người ăn yêu, không vui vẻ thì có thể xé xác thuộc hạ của mình, có thể sống lâu bên người hắn, chỉ sợ rằng có 4 con rắn độc mà hắn nuôi mà thôi. Con thỏ, không phải là ta không giúp ngươi, Ngô Cường là yêu quái không nể nang ai cả. Một con hung thú như ta lại giúp các ngươi đánh hung thú, có phải có chút không thích hợp không? Phù Ly vậy cái cây quạt đỏ thẳm trong tay, chiếc quạt nhỏ này là sau khi cậu bị Phù Di bị dọa tiểu ra quần, Cương Liệt Đại Dương mới cho cậu để phòng thân. Nhưng tiếc rằng những năm ấy cậu chưa từng dùng tới một lần, bây giờ mới phát hiện dùng chiếc quạt này thật phí tinh lực. Đại nhân, bây giờ là thời đại nào rồi, sao còn quan trọng lập trường giai cấp? Phù Ly nhìn thấy một cái luồng gió độc đánh về phía mình, cây quạt trong tay đột nhiên biến lớn, ngăn toàn bộ cơ thể đằng sau cây quạt. Nếu như nhân gian này bị quỷ rồi, tôi và Trang Khanh chết đi, sau này ngài phải đi đâu mà ăn đồ ăn ngon đây? Côn Bằng cười, trò cười, Côn Bằng ta là yêu quái có thể vì đồ ăn mà thay đổi lập trường sao? Này người anh em, nha dịch âm phủ ngơ ngác mà vỗ vai Trương Kha. Thỏ yêu của sở các anh là cao nhân từ nơi nào thế? Không ngờ lại có nhiều pháp bảo như vậy. Cho dù tu vi của bọn họ thấp kém, kiến thức không nhiều, những cái pháp bảo này toàn thân phát ra uy lực đã làm cho bọn họ không thở nổi. Trương Kha ngây ngốc mà lắc đầu, cậu chỉ là một nhân tu, không biết gì, lại còn gây trở ngại. Câu hỏi cao thâm như vậy, cậu không có trả lời nổi. Gió đánh tới cái chiếc quạt, nháy mắt bị tán quạt làm cho bắn trở lại, Ngô Cường lùi về sau mấy bước. Khó trách bổn vương nhìn thấy ngươi càng thêm chán ghét, thì ra ngươi chính là đệ tử của Chu Tước. Trên chiếc quạt rõ ràng còn mang theo pháp lực của Chu Tước, tự mình thêm vào. Nếu như tiểu yêu này không thật sự cho phép của Chu Tước, làm sao có thể sử dụng cái chiếc quạt này? Đệ tử Chu Tước là cái gì? Phù Ly bắt lấy cái đuôi quạt, cây quạt ở trong tay của cậu nhỏ đi, trở thành vũ khí vừa tay. Yêu tu đã ngủ rất lâu, đầu óc không được tốt lắm, lúc này còn tranh luận với cậu đây là vũ khí gì, quả thật là vô cùng ngu sửng. Ngô Cường quá thân thành chim, vỗ cái đôi cánh to lớn, trên không trung xuất hiện 3 cái con lốc khổng lồ. Hắn cười lạnh mà nói, quạt long Chu Tước thì thế nào, cho dù Chu Tước xuất hiện ở trước mặt của ta, ta cũng không sợ, huống chi chỉ là một cây quạt. Phù Ly nhìn 3 cơn lốc cuồn cuộn ở trong không trung, sắc mặt trầm xuống, điểm yếu của Ngô Cường rốt cuộc là gì? Ngô Cường sinh ra xấu xí, có thể thao túng gió và nước, đôi cánh là từ nhỏ mang theo ôn dịch, là yêu quái vô cùng hung tàn, về lỡ như con gặp hắn thì phải làm sao? Nếu như con gặp được hắn, Bạch Viên vuốt ve lông tơ trên người của con thỏ nhỏ, giọng nói ngâm nga mơ hồ. Vậy thì chạy đi, chiếc quạt mà Cương Liệt Đại Dương đưa cho con chỉ có thể ngăn cản một phần mà thôi. Phù Ly mở mắt ra, nhìn thấy gió lốc càng ngày càng tới gần, lòng cũng trầm xuống. Cậu nhớ ra rồi, khi đó Vượng Trắng không hề nói với cậu đối phó với Ngô Cường thế nào. Chỉ nói với cậu là khi thấy Ngô Cường thì phải chạy, sau đó cậu cũng muốn hỏi thêm. Nhưng mà chim trị yêu tới tìm Vượng Trắng nên liền bỏ qua không có nói nữa. Nhưng mà trước mắt ở dưới núi có vô số sinh linh, làm sao cậu có thể chạy? Phù Ly nhìn Trang Khanh trên người đã bị thương, nắm chặt lấy cái quạt nhỏ đỏ thẳm trong tay. Cương Liệt Đại Dương đã từng nói, sinh ra làm yêu quái nên kính sợ vạn vật thiên địa, trong lòng hướng thiện có thể được thiên đạo quan tâm. Thần cái gì cũng chỉ như thế này thôi. Trang Khanh lau đi cái vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh nói, sống nhiều năm như vậy rồi mà dung mạo vẫn xấu như vậy, có thể thấy được sinh vật bị thiên đạo ghét bỏ. Im miệng! Ngô Cường tức giận, bởi vì tính cách hung tàn cho nên hắn không được cha mình để ý. Nhưng hắn không hề thu diễm hành động của mình, ngược lại càng thêm ác liệt với con người và yêu thú. Nếu như tâm tình tốt, hắn liền thi pháp làm cho nơi nào đó sinh ôn dịch, làm cho con người và yêu đều vô cùng sợ hãi. Nhưng sợ hãi lại sinh ra kính sợ, từ đó về sau không ai dám trêu chọc Ngô Cường nữa. Nhưng cũng không có yêu quái nào dám kết bạn với Ngô Cường. Ngô Cường hận nhất là người ta nói về dung mạo của hắn, cho nên mấy câu nói công kích của Trang Khanh làm hắn không có tâm tư điều khiển gió lốc trên nữa, trực tiếp tung chưởng về phía Trang Khanh. Chẳng qua chỉ là một con rồng chưa trưởng thành mà dám cười nhạo hắn. Côn Bằng bên kia nằm trên mặt đất lăn đi lăn lại vài vòng, có chút phiền não, quăng cái tấm chăn trên người đi, mở cửa sổ chuẩn bị bay ra ngoài. Ai biết được, hắn còn chưa vươn móng ra, trên trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ẩn hiện, dường như có một cái lực lượng kỳ quái nào đó đang dồn nén trên trời. Hắn nghĩ ngợi, lại thu móng vuốt về, không chỉ như thế, hắn còn đóng chặt cửa lại, kéo cái tấm rèm cửa dày lên. Trang Khanh! Phù Ly nhìn thấy Ngô Cường dùng toàn bộ sức lực đánh về phía Trang Khanh, cậu vội vàng vung roi đỏ trong tay, muốn ngăn cản hành động của Ngô Cường.
Nhưng Ngô Cường lại vững vàng chặt đứt cái roi đỏ, một chưởng đánh mạnh vào ngực của Trang Khanh. Tuy rằng có Phù Ly ngăn cản, lực đạo của chưởng này cũng đã giảm bớt 4 phần, nhưng Ngô Cường nhìn ra cho dù chưởng này có 6 phần lực đạo cũng đủ để lấy mạng của Trang Khanh. Trên bầu trời, ánh sáng lóe lên, một tia sét lớn cắt ngang không trung, dường như là muốn xé rách trời đất. Phù Ly dường như nghĩ ra cái điều gì đó, cậu biến thân thành thỏ trắng, phi thân tới bên người Ngụy Thương, còn đang sững sờ, liên tục lùi về sau. Ngụy Thương biến thân thành bạch hổ thật lớn, nhìn thấy con thỏ nhỏ dưới chân, cũng chưa kịp phản ứng lại, hắn đang bị một con thỏ tha đi. Một tia sáng cực lớn đánh thẳng vào trên người của Ngô Cường. Ngô Cường kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện trên không trung lại có vô số tiếng sét đánh xuống. Hắn lấy pháp bảo trên người ra, rất nhanh đã bị sét đánh hủy diệt. Ý thức được không xong rồi, hắn vỗ cánh chuẩn bị trốn. Nhưng thiên lôi sao có thể để cho hắn chạy trốn dễ dàng như vậy? Một tia sáng cực lớn đỏ thẫm đánh xuống. Ngô Cường kêu thảm thiết, nặng nề rơi từ trên cao xuống. Sau khi Ngô Cường rơi xuống, trên trời lại giáng xuống cái chín tia sét. Tiếng kêu gào thảm thiết của Ngô Cường còn chưa kịp kêu ra đã bị sét đánh chỉ còn lại cái khung xương cháy đen. Hắn vừa chết, gió lốc cuồn cuộn cũng không còn sức lực nữa, dần dần hóa thành gió núi thổi xuống thành thị nơi chân núi. Trang Khanh cách đó không xa nhưng lại không bị một tia sét nào đánh trúng. Anh quỳ rạp ở dưới đất phun ra mấy ngụm máu, nghiêng ngả lảo đảo đứng từ dưới đất lên. Phía sau có người đỡ lấy anh, miệng cũng thêm nhiều một viên thuốc. Anh quay đầu nhìn qua, người đỡ anh mặt mày cũng xám tro, trên mặt còn có mấy cái vết thương bị lốc sấy quét qua. Thần hồn câu diệt. Lịch Tư không dám tới quá gần xương cốt của Ngô Cường, nuốt một ngụm nước bọt. Anh quay đầu mà hỏi Phù Ly, đạo hữu, sấm sét ban nãy là thế nào? Phù Ly ngẩng đầu nhìn lên cái đám mây vẫn cuồn cuộn ở trên không trung, bên trong dường như còn loáng thoáng sấm chớp ẩn hiện, giọng nói cũng có chút phát run, là thiên lôi. Ngô Cường đột nhiên thiện thế, nếu như hắn cũng giống như Côn Bằng, chỉ cần ăn ăn uống uống rồi nghỉ ngơi, thiên đạo sẽ không có làm gì cho hắn để hắn tồn tại. Nhưng hắn vừa xuất hiện đã tạo ra cuồng phong gió lốc mang tới ôn dịch, còn dám đánh cả rồng mang cái quốc mệnh là thiên đạo thì sao thừa nhận được. Thiên đạo sao có thể bỏ qua cho hắn. Ban đầu Chung Điêu và Tranh ở trong rừng sâu đấu đá, thanh thế quá lớn làm cho thiên đạo chú ý, cuối cùng kết cục cũng như Ngô Cường, bị đánh tới mức thần hồn câu diệt, biến mất trong trời đất. Anh Phù, đại yêu ban đầu mà anh nói bị sét đánh chết, chính là bị đánh chết như vậy sao? Trương Kha chạy qua vương cổ nhìn xương của Ngô Cường mấy lần. Như thế kia thì thật sự quá thảm, cậu bị dọa liên tục lùi về sau vài bước. Đánh chỉ chừa lại còn một đống tro tàn. Trang Khanh che ngực mà nói với Phù Ly, cậu sao rồi? Tôi không sao. Phù Ly lấy ra từ trong túi một cái bình, nhét vào trong tay của Trang Khanh. Thuốc này dùng để khôi phục nguyên khí, anh nhớ là phải dùng đấy. Ban nãy Ngô Cường chưởng không có nhẹ, nếu như không phải anh hợp với Vất Quận thì sợ rằng không giữ được mạng rồi. Không phải đã nói với mọi người rồi sao, đợi trong kết giới không được ra ngoài, anh chạy ra đây làm cái gì? Trang Khanh nắm chặt cái bình thuốc, cậu là đồng nghiệp của tôi không thể để cậu một mình mạo hiểm. Người lớn tuổi bảo vệ người nhỏ tuổi hơn, không phải là chuyện bình thường hay sao? Phù Ly lại lấy ra một cái bình ngọc lưu ly, bên trong có một cái chất lỏng nhàn nhạt, cậu mở nắp ra, nhanh uống xuống. Bình thuốc được đưa tới bên miệng Trang Khanh, Phù Ly thấy Trang Khanh không hề nhúc nhích, ngược lại kinh ngạc nhìn chằm chằm mình, cậu sờ sờ mặt mình, phát hiện có một lớp tro bụi cho rằng Trang Khanh đang nhìn cái này, cậu liền nâng cằm lãnh lên, trực tiếp đổ thuốc vào. Không phải chỉ là dính chút bụi thôi sao, là đàn ông thì không cần chú ý tới cái chuyện nhỏ nhặt này. Anh Phù, thuốc mà anh cho lão đại uống là tên gì? Trương Kha thấy Phù Ly vừa nhét cái viên thuốc, vừa cho uống thuốc nước, sợ lão đại không có bị Ngô Cường đánh chết mà cuối cùng bị thuốc độc chết. Đây là thuốc cây tế tân, dùng để lưu thông máu ngăn độc. Phù Ly thô lỗ rót cái bình thuốc cho Trang Khanh. Ngô Cường từ khi sinh ra đã mang độc, Trưởng Phong cũng mang theo không ít độc. Thì ra là như thế. Trương Kha nhìn sắc mặt của Trang Khanh thật sự không tốt lắm, nhịn không được mà nói, anh Phù, anh thật sự là nhiều đồ tốt. Trang Khanh cầm lấy cái lọ rỗng ở trong tay của Phù Ly, cảm ơn cậu, anh em một nhà, nói cảm ơn thì khách khí quá. Phù Ly cười sáng lạng, đôi mắt cong cong, sáng như là sao trời. Trang Khanh nhìn thấy ánh mắt của cậu, cúi đầu không có nói gì. Mây đen trên bầu trời nháy mắt tán ra, mưa phùn lất phất rơi xuống đầu mọi người mới dần tỉnh táo lại, nguy cơ đêm nay cuối cùng cũng được vượt qua. Phù Ly nhìn sương mù mờ mờ giữa rừng, lấy ra một cái bình ngọc trong túi càn khôn.
Nghiêng bình đi, bên trong đột nhiên bay ra rất nhiều sương mù màu xanh, thuận theo gió mà thổi về bên ngoài. Quay đầu lại nhìn thấy Trương Kha giống như đứa trẻ con hiếu kỳ, Phù Ly nói: "Đây chính là sương mai trên núi, tôi dùng linh khí làm nó bốc hơi lên không trung, có thể giải trừ ôn dịch mà Ngô Cường mang tới." "Anh Phù, trên người anh có túi bách bảo sao? Sao cái gì cũng có thế?" Trương Kha nghĩ, nơi trước đây Phù Ly từng sống khẳng định có rất nhiều đồ tốt. Nếu như không, anh ấy cũng không thể thuận tay lấy ra một vật điều lạ lùng nào đó. Lịch Tư đứng bên cạnh nghe thấy lời này không nhịn được liếc mắt nhìn Phù Ly thêm một cái. 2000 năm trước khi anh đi tới vụ ảnh độ hồn, quả thật là thấy không ít đồ tốt ở trong phủ của Phù Ly. Vô số linh thảo trân bảo, ngay cả giường cũng làm bằng linh thạch. Những cái thứ này đều là yêu tu ở trong ngọn núi trước đây đưa cho tôi. Tóc mái của Phù Ly đều bị mưa phùn làm cho ướt sũng, dính trên trán cậu, nhìn thật là vô hại vừa ủ rũ. Bọn họ ở cùng với nhau luôn ảo tưởng là tôi sẽ gặp phải loại yêu quái như thế nào, nghĩ xong lại nhét đồ vào người tôi, sau đó nói với tôi, đánh không được thì vứt pháp bảo mà chạy lấy người. Trang Khanh nghe vậy, nhìn thấy cái vẻ mặt ủ rũ của cậu đột nhiên ngắt lời. "Vậy sao hôm nay cậu không chạy? Tôi chạy thì mọi người phải làm sao bây giờ?" Phù Ly nhìn thấy sắc mặt của Trang Khanh vẫn còn hơi tái, cậu đưa tay đỡ vai anh. "Chắc chắn anh sẽ không trơ mắt nhìn Ngô Cường quỷ đi thành thị của con người. Không có tôi, anh còn không liều mạng với Ngô Cường sao?" "Phù Ly, hả?" Trang Khanh nhìn cậu đột nhiên cười lên. "Cậu có thể sống được nhiều năm như vậy là toàn bộ dựa vào yêu quái trên núi quá hiền lành. Nếu không, với cái tính khí như thế này đã sớm chết mấy trăm lần rồi." "Đúng vậy, yêu tu trên núi chúng tôi rất tốt." Nhắc đến những con yêu tu trên núi trước đây, hai mắt của Phù Ly phát sáng. Lịch Tư thấy cái dáng vẻ này của Phù Ly, lại nhớ tới thảm trạng trên núi vụ ảnh ngày đó, trong lòng có vài phần không đành lòng, anh tiến lên vài bước hành lễ nói: "Chuyện xảy ra tối nay là chuyện lớn, bây giờ đã giải trừ được nguy cơ, tại hạ đi báo cáo lại với Diêm Vương, âm sai trưởng mời Trang Khanh hồi lễ." Đợi Lịch Tư đi rồi, Phù Ly vẻ mặt thần bí nói với Trang Khanh: "Trang Khanh, tôi đã phát hiện ra một bí mật lớn." Vẻ mặt hai sư huynh đệ Trương Kha, Ngụy Thương trở nên căng thẳng. "Cái gì?" Trong lòng Trang Khanh có một dự cảm không lành, luôn cảm thấy bí mật mà Phù Ly nhắc tới không giống như trong suy nghĩ của mình. "Tôi cảm thấy..." Phù Ly hắn giọng, "tôi nhất định không phải là một con thỏ yêu bình thường. Ban nãy sau khi tôi vào bụng rắn, toàn thân đột nhiên phát nóng, sau khi nóng xong thì thanh xà liền biến mất. Anh nói xem trên người tôi liệu có huyết mạch thần bí nào không, nhưng mà bản thân tôi lại không biết." Trang Khanh sững sờ nhìn thấy cái sự chờ mong trong đôi mắt của Phù Ly, anh không thể nhịn được mà gật đầu. Có lẽ là thế." Ngụy Thương và Trương Kha nghe như vậy xong thì nghĩ trong lầu, đây là cái ý gì? Lúc này Côn Bằng như là cảnh sát đại diện cho chủ nghĩa anh hùng trong phim truyền hình, rốt cuộc cũng thông thả đi tới. Hắn vừa nghe thấy Phù Ly nói mình có lẽ không phải là một con thỏ yêu bình thường, đột nhiên cười ha hả. "Thỏ, ngươi xem quá nhiều phim viễn tưởng rồi hả? Đại yêu khắp thiên hạ đều có bản năng truyền thừa chảy trong cơ thể. Trên người ngươi có thứ này sao?" Phù Ly quả thật không có bản năng truyền thừa gì. Tư thế đi đường và cái tiếng sống của cậu đều học từ hổ trong núi. Pháp thuật cũng là do những yêu quái khác dạy cho. Các kiến thức về yêu giới là do vượn trắng nói cho cậu. Cũng không có bản lĩnh bẩm sinh gì. Nghĩ tới đây cậu không cam tâm mà nói: "Nói không chừng tôi là con cưng của thiên đạo, là ngoại lệ của yêu tu thì sao?" "Con cưng của thiên đạo đang đứng bên cạnh ngươi kìa, không liên quan gì tới ngươi cả." Côn Bằng đi tới bên cạnh thi thể của Ngô Cường, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Những đại yêu thượng cổ như hắn từng có một thời phong quang, được thiên đạo ân sủng. Hiện giờ người mới thay yêu cũ, chết cũng chết dưới tay thiên đạo, đây chính là thiên ý. Sáng hôm sau, cư dân ở thành phố nào đó bắt đầu lên mạng mắng cái cục khí tượng địa phương là ngu ngốc. Cư dân mạng giáp nói, cục khí tượng hãm hại người, hơn nửa đêm thông báo khẩn cấp thành phố chúng ta có vòi rồng cái gì ấy, nhắc nhở mọi người không được ra ngoài, làm hại cả nhà tôi bị dọa không có dám ngủ, nơm nớp lo sợ cái bữa tối. Sáng nay thức dậy mở cửa ra xem, con mẹ nó lấy đâu ra vòi rồng, mặt trời trên cao kia kìa, cục khí tượng có lương tâm không? Một cư dân mạng khác lại trả lời, anh bạn, anh nghĩ nhiều rồi, bọn họ căn bản không có lương tâm. Nhân viên của thông tin Internet nhìn cái tin tức này trên mạng, nói với đồng nghiệp bên cạnh, lần trước ở quận Nam đột nhiên mưa to mấy ngày, hình như vì cục khí tượng không kịp thời thông báo, cũng bị cư dân mắng hay sao ấy. Lần trước không phải là do Long tộc hãm hại chúng ta sao? Đồng nghiệp đang tìm các sự kiện thần quái trên mạng. Trên mạng thường xuyên có những cái sự kiện thần quái được lan truyền.
phòng thông tin của bọn họ phải kịp thời theo dõi, lỡ như thật sự có yêu quái nào làm loạn, phòng của bọn họ phải kịp thời ứng phó. Tuy rằng, trên thực tế, một năm câu chuyện kỳ bí thần quái chẳng có mấy câu chuyện là thật. Bây giờ, có một số người trẻ tuổi nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, nhất định phải chơi gọi quỷ. Gọi không ra quỷ, lại chê không kích thích. Thật sự, nếu mà gọi ra quỷ, có lẽ kích thích tới nỗi mất cả mạng. Thành viên của tổ thông tin là nhân tu, bọn họ tu vi không có được tốt lắm. Nhưng vì bọn họ am hiểu cái khả năng xử lý tình huống ở trên mạng, khẩn cấp hay là giỏi thao tác máy tính, cho nên là nhân viên kỹ thuật trong phòng, diễn đàn tu chân giới cũng là do bọn họ bảo vệ.